Chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Chu Nhất Long. Chu Nhất Long sinh vào ngày 16 tháng 4 năm 1988. Chu Nhất Long còn có tên khác là Chu Lão Sư, Long Ca, Long Long, Lùng Lùng. Anh sinh ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là một diễn viên Trung Quốc, tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 2006, tốt nghiệp vào năm 2010. Chu Nhất Long có chiều cao 1m80. Tác phẩm nổi bật: Tinh Định Tam Sinh, Tân Biên Thành Lãng Tử, Trấn Hồn, Minh Lan Truyện. Chu Nhất Long ra mắt trong bộ phim Tái Sinh Duyên vào năm 2009. Sau đó thì anh tham gia vào một chuỗi phim điện ảnh nhi nữ truyền kỳ như Tân Nương Bị Đánh Cắp, Ngôi Nhà Màu Đỏ, Huyết Ngọc Chú. Một trong những vai diễn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp đầu tiên của anh là Chu Thường Tuần trong bộ phim Đại Minh Tần Phi, tướng quân Minh Quân Thực trong Đại Minh Cung truyền kỳ, cũng như đóng vai một anh hùng dân tộc trong bộ phim chiến tranh Phong Vũ Phạm Tịnh Sơn. Năm 2014, anh lần đầu tiên được công nhận cho vai diễn trong bộ phim tình cảm dân quốc Tình Định Tam Sinh với vai diễn Hào Môn Thiếu Gia Trì Thủy, đã mang lại cho anh được giải thưởng nam diễn viên được mong đợi nhất tại lễ trao giải Đông Phương Giải thưởng Ảnh hưởng Châu Á. Năm 2015 thì anh được công nhận nhiều hơn sau khi đóng vai Doanh Tắc trong bộ phim cổ trang nổi tiếng Mị Nguyệt Truyện. Tháng 2 năm 2016, anh đã góp mặt trong bộ phim truyền hình võ thuật Tân Tiêu Thập Nhất Lang dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Cổ Long. Anh đóng vai phản diện chính Liên Thành Bích. Diễn xuất của anh đã mang lại cho anh được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVS. Tháng 7 thì anh tham gia một bộ phim khác chuyển thể từ tiểu thuyết của Cổ Long, Tân Biên Thành Lãng Tử. Bộ phim cũng có sự góp mặt của một số diễn viên như Trương Hình Dư, Sai Bích Vân, Tiêu Ân Tuấn. Vai Phó Hồng Tuyết trong bộ phim này cũng đã giúp cho anh được biết đến rộng rãi hơn. Ngày 24 tháng 10 năm 2016, anh đã thành lập Studio Thượng Hải, phòng công tác văn hóa điện ảnh truyền hình Chu Nhất Long. Ngày 17 tháng 4 năm 2019, đổi tên thành Studio Thượng Hải, phòng công tác văn hóa điện ảnh truyền hình Dạn Đồ, là doanh nghiệp tư nhân do anh là người đại diện pháp luật. Năm 2017, anh đóng nam chính trong các bộ phim truyền hình Ngự Tỷ Trở Về cùng với An Dĩ Hiền. Cùng năm thì anh đóng vai phụ trong bộ phim điện ảnh Mật Chiến Bên Cạnh Quách Phú Thành, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn. Ngày 22 tháng 2 năm 2017, anh đã thành lập Studio Đông Dương, phòng công tác văn hóa điện ảnh truyền hình Chu Nhất Long tại thành phố Đông Dương, Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, là doanh nghiệp tư nhân do anh là người đại diện pháp luật. Tháng 6 năm 2018, anh đã gây chú ý với phim chiếu mạng Trấn Hồn phát sóng trên Roku. Bộ phim đã giúp cho anh trở thành một trong những ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất ở trên mạng. Anh đã giành được giải thưởng nam diễn viên nổi tiếng tại lễ trao giải điện ảnh Wellboy 2018. Forbes Trung Quốc đã liệt kê anh vào danh sách 30 người có ảnh hưởng dưới 30 tuổi, những người đã có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực của họ. Tháng 9 thì anh xuất hiện trong bộ phim web drama Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng. Tháng 12 thì anh vào vai Tề Hành trong bộ phim truyền hình Minh Lan Truyện chính thức phát sóng trên đài Hồ Nam. Với Minh Lan Truyện thì bộ phim đã giúp anh có được đề cử giải truyền hình Bạch Ngọc Lan lần thứ 25. Năm 2019, anh xuất hiện trong vai Tịnh Nhiên, phim Người Bạn Thật Sự Của Tôi. Cùng năm thì anh được xếp thứ 17 trong danh sách 100 người nổi tiếng của Forbes Trung Quốc. Ngày 20 tháng 2 năm 2020, anh chính thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa điện ảnh truyền hình Dạn Đồ Hạ Môn do anh làm tổng giám đốc, giám sát viên Lý Thiền. Dạn Đồ đã bắt nguồn từ hai câu thành ngữ dịch là chân lý rất đơn giản, từ từ lên kế hoạch. Ngoài ra thì một số bộ phim đang trở lên sóng như web drama Phiêu Lưu Mạo Hiểm, Đạo Mộ Bút Ký Chi Trùng Khởi, Cực Hải Thính Lôi khai máy vào tháng 10 năm 2018 với vai nam chính Ngô Tả, dưới sự cầm trịch của tác giả Nam Phái Tam Thúc và hộ tống bởi dàn diễn viên chất lượng Hồ Quân, Trần Minh Hạo cùng các gương mặt quen thuộc Trần Sở Hà, Mao Hiểu Đông và các diễn viên trẻ Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Mộng Oánh. Bộ phim truyền hình Tôi Thân Yêu khai máy vào tháng 10 năm 2019 với vai nam chính Trần Nhất Minh hợp tác cùng với Lưu Thị Thì. Đây là bộ phim đã mang về đề tài về tình yêu thành thị. Các bộ phim mà Chu Nhất Long đã tham gia: năm 2009, Tái Sinh Duyên trong vai Nguyễn Ứng, Tân Nương Bị Đánh Cắp trong vai Tiêu Tử Hàn, Ngôi Nhà Màu Đỏ trong vai Tiết Tử Mục, Huyết Ngọc Chú trong vai Chu Ngọc Bạch,
Năm 2010, Bảo tàng Tầm Tùng vai Thượng quan Vân Phòng, Đại Minh Tần Phi vai Chu Thường Tuần, Dạ Lang vai Dương Trí, Sai Giá vai Thẩm Phóng, Yên Chi Kiếp vai Diệp Tàng, Đại Minh Cung Truyền Kỳ vai Tướng Quân Quân Thực, Thâm Khuê Nghi Vân vai Hà Thiên Du. Năm 2011, Sứ Mệnh Tuyệt Mật vai Kim Thiết Tâm, Khôi Cô Nương vai Lạc Hoài Phòng, Thích Phi vai Diệp Phàm, Bạch Hồ Tiên vai Dư Nhất Hồng, Cô Nhạc Thanh Xuân vai Lâm Phòng, Cuộc Chiến Đoá Nhi vai Mạnh Hòa, Thân Sĩ Đại Đạo vai Ngô Hục Đồng, Quỷ Môn Quan vai Cung Thiết Tâm, Liệp Dã Nhân vai Dã Nhân. Năm 2012, Duy Khuy Giả vai Giang Tâm Bạch, Sát Cơ Tứ Phục vai Đàm Vì, Chiến Địa Tình Thiên vai Cật Phi Ngư. Năm 2013, Tình Yêu vai Diễn Ký Cả. Năm 2015, Dõi Theo Nhịp Đập Trái Tim Anh vai Tả Vũ Hùng. Năm 2016, Dục Anh Thất vai Mông Thiếu Hủy. Năm 2017, Mùa Hạ Của Hồ Dương vai Hồ Dương, Mật Chiến vai Sầm Tử Mặc. Năm 2019, Tôi Và Tổ Quốc Của Tôi vai Tổng Nguyệt Cường. Phim truyền hình. Năm 2010, Khổng Tử vai Sứ Giả Nước Vệ. Năm 2011, Phong Vũ Phạm Tình Sơn vai Tôn Như Bách, Lấy Vợ Vào Xuất Gia Đi vai Lý Cặn. Năm 2012, Vương Dương Minh vai Chu Hậu Chiếu, Ba Tờ Văn Bản Y Tế Kỳ Lạ vai Hải Đông Thăng. Năm 2014, Gia Yến vai Phùng Đậu Tử, Tình Địch Tam Sinh vai Trì Thụy. Năm 2015, Mị Nguyệt Truyện vai Doanh Tắc. Năm 2016, Tân Tiêu Thập Nhất Lang vai Liên Thành Bích, Nói Với Em Tình Yêu Của Anh vai Phản Vĩ, Tân Biên Thành Lãng Tử vai Phó Hồng Tuyết. Năm 2017, Ngư Tỷ Trở Về vai Hà Khai Tâm, Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên vai Hoa Vô Tạ. Năm 2018, Trấn Hồn vai Thẩm Nguy, Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng vai La Phù Sinh, Minh Lan Truyện vai Tề Hành. Năm 2019, Thiên Võng Hành Động vai Bàng Già, Người Bạn Thật Sự Của Tôi vai Tỉnh Nhiên. Năm 2020, Hà Mộng Cuồng Khi Thúc vai Kha Trạch, Đạo Mộ Bút Khí Trung Khởi Chi Hạ Cực Thính Lôi vai Ngô Tả, Tôi Thân Yêu vai Trần Nhất Minh, Kẻ Phản Nghịch vai Lâm Nam Xanh. Các bộ phim ngắn. Năm 2007, Đường Lớn Ấm Áp vai Tùy Hân. Năm 2009, Trời Sinh Một Đôi vai Kiều Long. Năm 2015, Cô Dâu Dự Phòng vai Phó Thành Huân. Năm 2019, Trung Quốc Trẻ Trên Tuyến Đầu vai Đặng Giá Tiên. Nam diễn viên Chu Nhất Long tài sắc vẹn toàn cuối cùng cũng đã có được thành công xứng đáng sau những năm lận đận đối với nghiệp diễn xuất. Trong mùa hè, web drama truyền thể Đan Mỹ Trấn Hồn đã bất ngờ nổi lên như một hiện tượng đại lục. Dù kịch bản phim khá xa so với nguyên tác cùng tên cả ngàn dặm, nhưng khán giả vẫn phát cuồng với hit ngầm của hai diễn viên chính là Bạch Vũ và Chu Nhất Long. Trong đó thì nam diễn viên Chu Nhất Long, người đã đảm nhận vai chính Thẩm Ngụy, được chú ý hơn cả. Nhờ vào sự thành công của cơn lốc Trấn Hồn mà danh tiếng của Chu Nhất Long đã nổi lên như cồn tại Trung Quốc. Từ một diễn viên không mấy ai biết, Chu Nhất Long giờ đã sở hữu cả triệu người hâm mộ. Mới đây thì nam diễn viên đã gây náo loạn khắp sân bay khi di chuyển để ghi hình cho show Happy Camp. Hàng ngày thì chỉ số truyền thông của thầy Thẩm đã cao ngang ngửa với các ngôi sao như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Bà hay Triệu Lệ Dĩnh. Cứ thỉnh thoảng thì anh cùng với bạn diễn Bạch Vũ lại dắt tay nhau ngồi chiếm trẻ top đầu hot search ở trên Weibo. Đối với bộ phận fan nguyên tác thì họ cũng phải ngã mũ thán phục với sự thể hiện quá đỗi xuất sắc của ngôi sao trẻ Chu Nhất Long. Thậm chí mới đây thì một cư dân mạng đã gọi Chu Nhất Long là bố sau lời thề ở trên mạng rằng nếu như có ai thể hiện được sự trầm ổn, thâm tình và chu đáo của thầy Thẩm thì tôi sẽ nguyện gọi người ấy là bố. Đột nhiên thì được biết tới một tác phẩm web drama Đan Mỹ thì không ít người đã lầm tưởng rằng Chu Nhất Long là một tiểu thịt tươi mới nổi ở làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng thực tế thì anh đã có gần 10 năm kinh nghiệm theo đuổi nghiệp diễn xuất. Cả một thập kỷ trôi qua thì chàng diễn viên sinh năm 1988 rất tài năng, nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường nhưng vẫn chật vật để đi tìm chỗ đứng ở trong làng giải trí khắc nghiệt. Đến nay thì mồ hôi, nước mắt mà Chu Nhất Long phải bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Chu Nhật Long sinh ra tại Vũ Hán, tốt nghiệp khoa biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá. Ngay sau khi ra trường với tấm bằng chính trên tay thì Chu Nhật Long đã có cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh Tái Sinh Duyên vào năm 2009. Tiếp đó, nhờ vào khả năng diễn xuất tốt thì anh lại được mời tham gia bộ phim cổ trang Đại Minh Tần Phi. Nhưng tưởng từ đây thì con đường diễn xuất sẽ mở rộng thênh thang đối với anh. Nhưng nào ngờ thì mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Năm 2015, Chu Nhật Long tái xuất màn ảnh nhỏ với vai phụ Tần Chiếu Tường, Vương Doanh Tắc trong bom tấn Mỹ Nguyệt Truyện của Tôn Lệ. Đến tận lúc này thì anh mới dần được công chúng để mắt tới. Năm 2016, khi tác phẩm kiếm hiệp Tân Tiêu Thập Nhất Lang lên sóng, dù chỉ đảm nhận vai phản diện ở trong phim nhưng Chu Nhật Long vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ vào phong thái diễn xuất rất là có hồn. Trong những năm tiếp theo thì Chu Nhật Long vẫn chăm chỉ tham gia vào nhiều dự án phim từ điện ảnh đến truyền hình, tiêu biểu phải kể tới Tân Biên Thành Lãng Tử, Hoa Tạ, Hoa Phi, Hoa Mạn Thiên hay Mật Chiến Mùa Hạ của Hồ Dương. Tuy nhiên, cái tên Chu Nhật Long vẫn còn quá xa lạ đối với nhiều khán giả. Mọi chuyện chỉ thật sự biến chuyển khi Chu Nhật Long quyết định đảm nhận vai chính trong một bộ phim chiếu mạng được chuyển thể Tuyên Thuyết Đan Mỹ Trấn Hồn vào năm 2018. Không thể ngờ rằng chính web drama kinh phí thấp đã đưa Chu Nhật Long lên đỉnh cao của sự nổi tiếng và danh vọng. Cái xuất sắc của Chu Nhật Long chính là anh biết cách tận dụng thế mạnh của mình, đó chính là khả năng diễn xuất bằng ánh mắt hết sức linh hoạt. Chu Nhật Long được trời phú cho đôi mắt đẹp và có hồn với hàng lông mi vừa dài vừa cong, đến phái nữ cũng phải ghen tị. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nồng nàn cảm xúc và tình bể tình khi đối diện với Triệu Vân Lan, Bạch Vũ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.